Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều mùng 4 tháng 2, tại Văn phòng Chủ tịch nước đã diễn ra buổi lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: "Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu." Nguyên Chủ tịch nước cũng xin nói thêm một ý về vụ Việt Á: "Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng." Sau phát biểu của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng dành thời gian khẳng định về những đóng góp, cống hiến của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi còn công tác. Thường trực Ban Bí thư mong muốn nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với bề dày thực tiễn và kinh nghiệm phong phú của mình tiếp tục có những đóng góp tích cực cho Đảng, cho đất nước, góp ý cho các cán bộ đương chức những ý kiến thẳng thắn, chân tình. Ông gửi lời chúc quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp.